Vâng, em xin chào các anh nhá. Hôm nay thì là em vừa mới về được thêm một cái con âm ly Marang nữa. Con này là con Marang BM6100SA nhá. Dòng này để nghe nhạc bolero rất là hay. Đấy. Nghe nhạc vàng rất là hay luôn. Đấy. Hàng về đẹp các anh nhá. Đấy. Dòng này thì mình có thể làm preamp để mình có thể kết nối thêm với cả các âm ly khác cũng được, hoặc kết nối với đẩy được nhá. Đây. Các anh nhìn thấy ở đây sẽ có đường preamp này để làm dề nhá, để làm dề. Tức là mình có thể kết nối xuống các con đẩy công suất lớn hơn nữa để mình kéo song song một đôi loa ở đây và một đôi loa ở con đẩy với công suất lớn hơn nhá. Đấy, và đằng sau đây các anh nhìn thấy rất nhiều đường vào này. Đường CDR này, đường MD này. Đấy. Đường CD này, đường tuner này, rồi đường AUX DVD để dùng cho máy tính điện thoại này. Đấy, con này thì là công suất là 135W điện 100V, hàng made in Japan nhé. Made in Japan. Đấy. Đấy. Điện 100V các anh nhé, đừng ai cầm nhầm nhé. Đây, âm ly thì về đây các anh thấy. Bỏ cái con đẹp nhé, mặt mũi còn ok luôn. Đấy. Con này thì nó có một cái điểm nhấn khá là đẹp ở đây, nó chính là cái hình ngôi sao ở đây. Đấy, khi bật điện lên thì là nó sẽ sáng đèn. Đấy. Cái tắt điện đi thì cái đèn nó tắt đi. Đấy. Đấy, một phiên bản nhìn rất là sang và nghe rất là hay của Marang nhé. Con này là con BM6100SA. Đấy. Bản thân em thì em thấy rằng những con này nó ghép với những cái dòng dạng như Onkyo D500, D200, 25 mã, D500, D500 225 mã, đấy rất là hay. Đấy. Kết hợp với Onkyo này rất là hay. Bass nó mềm và trung âm rất là sáng rõ, nó êm, rất là êm tai, nghe nhạc vàng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rồi là một số các cái dòng loa khác nữa như là Pioneer hay là dòng JBN cũng được. Em thấy là JBN cũng có khá nhiều anh ghép với cả Marang. Đấy. Vì cái JBN thiết lưỡng của nó quá nhiều bát, và đôi khi là mình muốn tiết chế bớt cái bát của nó lại thì là sẽ dùng những con Marang này để kết hợp thêm vào để cho nó âm thanh chung chiếc nó sáng hơn, và cái bát nó sẽ tiết chế bớt lại để nghe nhạc nó hay hơn nhé. Marang BM6100SA. Thì như các anh thấy ở đây em đang test này. Khi nỗi sóng còn đi ở phương này, vui kịp sống trinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chiến chiến cho ta duyên đường thăng mong. Và phương đó em ơi có gì vui xin bên thương. Nghe vàng rất hay luôn. Hai đứa ta trò chơi tuổi xanh, đôi bên cùng nhau đánh tương phát lên nhau. Hai loa đều đang chạy bình thường nha ở đây. Đấy, chép này. Tháng tháng tiếc nuối thờ âu gia đình. Bát này. Đấy, volume này. Đấy chưa? Các đầu vào này. Đấy. Ok nha. Giây phút suy tư lén lén trong đấy nhá, thì là bây giờ thì em sẽ kết thúc video ở đây nhá. Đấy. Thì con này kích thước của cái âm ly là như thế này. Chiều ngang là 43,5, chiều sâu là 32 và chiều cao là 12 cm nhá. Đấy. Thì có cái con này thì là
Có giá bán là 3.900.000, anh nào có nhu cầu mua thì hệ cho bên em nhé. Để con này thì nó về nó ghép các cái cặp nó Buxell bass 20 rất là ok, 20 25 rất ok luôn nhá. Để nghe nhạc rất là ok. Tiếng rất là mịn và êm tiếng. Nói chung nghe nhạc vàng rất là hợp. Ok, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.